Xin chào các bạn nha, mình là Hoan đây. Các bạn ơi, thì hôm nay mình tiếp tục đưa các bạn đi về một vùng nông thôn nghèo để khám phá một vùng quê nghèo với những ngôi nhà nhỏ bé và bề bộn nha các bạn ơi. Hôm nay mình tiếp tục đi về cái thành phố, về cái tiểu bang South Carolina của nước Mỹ để đi khám phá những ngôi nhà nghèo khó nha các bạn ơi. Bây giờ mời các bạn cùng đi theo chân mình nha các bạn ơi. Đây mình đang đi trên dọc một cái con đường và với những cái ngôi nhà mà nó nhỏ bé ngay bên cái đường nhỏ đi vào những cái khu rừng đó các bạn. Các bạn có thể hình dung được này, đây là một ngôi nhà rất là nhỏ bé này các bạn ơi. Và cái đồ đạc họ sống ở đây họ để rất là bề bộn. Mình nghĩ là cuộc sống của họ chắc cũng rất là khó khăn nha các bạn ơi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy về một cái ngôi nhà mà nó rất là cũ rồi. Và những cái bếp nấu và những cái đồ nướng ăn của người ta để ở bên cái trước cái nhà này, các bạn thấy chưa? Rất là nhỏ bé và nó bề bộn. Một ngôi nhà sống có vẻ là rất là cô đơn nha các bạn ơi. Ở trong cái khu rừng này nó cũng rất là yên ắng ha các bạn. Thường thì cuộc sống của người dân ở đây mình thấy là họ còn cực rất là nhiều nha các bạn ơi. Mình cũng không biết là họ đi làm ăn cái gì thì mình không có biết. Nhưng mà mình thấy cuộc sống của họ cũng rất là khó khăn và cực ha các bạn. Họ không có nhiều những cái mà để họ giải trí với những cái cuộc chẳng hạn như họ đi chơi du lịch hoặc là cái gì đó. Cho nên là mình thấy họ chỉ có sống quanh quẩn ở những cái ngôi nhà của họ với những cái cuộc sống rất là bình dị nha các bạn ơi. Đây các bạn có thể thấy bên đà hông đây cũng có một cái ngôi nhà nữa. Nó cũng nằm gần ở bên đây. Và các bạn nhìn thấy ở bên trong đó, những cái ngôi nhà nó nằm ở bên phía trong đó cũng là nằm họ đang ở đó các bạn. Những cái khu này là họ sống rất là bình dị, rất là bình yên nha các bạn. Đó. Rồi các bạn có thể qua bên cái đường bên này, các bạn có thể nhìn thấy những cái ngôi nhà bên đây là một con đường lộ nó đi nhỏ vào trong thôn quê, thôn làng ha các bạn ha. Đó, những cái nhà mà người ta nằm ngay ở bên cái con đường luôn đó, nhưng mà thật sự ra những cái ngôi nhà họ rất là nhỏ bé và nghèo nha các bạn ơi. Kênh của mình là chuyên đi khám phá về những cái ngôi nhà nghèo ở nông thôn nha các bạn. Thì mình sẽ chuyên đi về và mình khám phá tất cả các vùng nông thôn để mình quay những cái ngôi nhà mà nó nhỏ bé và nó rách nát như vậy cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy những cái ngôi nhà mà nó rất là nhỏ và rất là sụp sệ luôn, cỏ mọc đầy luôn, người ta ở mà người ta cũng không có chăm sóc gì hết á. Đó, các bạn thấy ở bên kia xa các bạn cũng có thể thấy đó, những cái ngôi nhà mà nó nằm ở trong cái rừng đó các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn thấy nó rất là hẻo lánh và hư, mặc dù đây nó là một con đường nhỏ để cho xe đi, nhưng mà với cuộc sống ở nông thôn thì người ta rất là bình dị và người ta cũng không có chăm sóc nhiều gì cho cái ngôi nhà của người ta đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn đi sâu vào trong đây một chút xíu nữa nha các bạn nha. Thì các bạn có thể nhìn thấy những ngôi nhà nó còn nhiều, rất là nhiều. Và nó đều hầu như là nó giống nhau như vậy đó các bạn ơi. Đó, những ngôi nhà nó nằm ở bên đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là những ngôi nhà mà rất là nhỏ bé nha các bạn. Đó, nó nằm ngay bên đường, ngay sát đường, nhưng mà nó y giống như một cái chòi của mình nhá các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy mà thấy cuộc sống rất là khó khăn nha các bạn ơi. Đó, các bạn thấy chưa? Không có gì là giàu sang nha các bạn. Rất là khó khăn nha các bạn nha. Không có gì là khó khăn, không có gì là giàu sang hết. Đây này. Đó. Đó, đây là những cái mà ngôi nhà họ cũng đang ở đây, họ đang đốt những cái đống củi đó. Các bạn thấy có một luồng khói nó đi lên không? Đó, họ nằm ở đây. Và cái ngôi nhà của họ nó cũng nằm ở ngay cái xác này. Đó. Nè, các bạn đi vào trong đây một xíu, các bạn có thể thấy thêm một cái ngôi nhà này nữa. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Một ngôi nhà nó cũng rất là nhỏ, nó nằm ngay bên rừng. Đây là cái phía sau của họ ha.
phía trước, nó nằm ở đằng trước này. Mình cũng không có muốn, tại vì mình thấy có người này, người đang ngồi bên phía trước, cho nên mình không có muốn quay cái nhà của họ, sợ người ta chửi đó. Đó, các bạn thấy chưa? Cuộc sống ở đây nó rất là nghèo nhiều nha các bạn ơi. Mình thấy người nào cũng thích Mỹ, nhưng mà không có biết được cái mặt trái của nó. Cái cuộc sống nghèo ở đây nó còn rất là nhiều ha các bạn. Mình ở đây mình khám phá ra mình mới biết được, mình sống ở đây 8 năm rồi, cho nên mà mình đi ra mình mới khám phá ra được rất là nhiều cái mà cuộc sống nghèo khó là họ ha các bạn. Đây hoàn toàn là những cái rừng đất, nói chung là đất ở đây thì rất là rộng ha các bạn ha, nhưng mà cuộc sống nghèo thì rất là nhiều ha các bạn ơi. Và đây nữa là các bạn ơi, các bạn có thể thấy họ này, họ đang sống và họ đang đi đó các bạn ơi. Đó, những ngôi nhà mà họ ở ra rất là bề bộn chung quanh đây. Và cuộc sống của họ cũng rất là đơn giản ha các bạn ha. Mình sẽ đi và mình khám phá rất là nhiều những cái mà cảnh cuộc sống ở đây. Toàn là những cái ngôi làng, ngôi rừng để cho họ ở đó các bạn. Mình có thể thấy được rất là nhiều điều thú vị ở trong cuộc sống của người dân Mỹ ha các bạn ha. Mình chưa có đi vào thực tế thì chưa thấy, nhưng mà khi mình đi vào thực tế và mình sẽ thấy được rất nhiều cái cảnh như vậy. Cho nên là mình thấy là ở Mỹ thì rất là nhiều cái hoàn cảnh khác nhau ha các bạn. Người sướng, người khổ, và người khổ thì rất là khổ nhiều. Ok các bạn ơi, mình cảm ơn các bạn và đã xem cái video của mình nha các bạn ơi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé các bạn. Mình sẽ đi đưa các bạn đi khám phá còn rất là nhiều những cái ngôi làng nghèo và những cái điều thú vị ở nước Mỹ ha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong một video mới của mình nha các bạn ơi.